Ma túy cũng là vấn đề đang làm cho giới chức Mỹ phải đau đầu, nhất là kể từ khi xuất hiện một loại ma túy tổng hợp mạnh hơn heroin tới 50 lần có tên là fentanyl. Hồi tháng 4 vừa qua thì huyền thoại âm nhạc Prince Roger Nelson đã mất mạng vì sử dụng fentanyl quá liều. Cái chết của Prince khiến cho fentanyl trở thành tâm điểm của giới truyền thông, nhưng mà thực tế thì nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với lực lượng chống ma túy từ rất lâu. Fentanyl là một loại ma túy tổng hợp và tại Mỹ thì người dân có thể sử dụng một cách hợp pháp khi họ trải qua cảm giác đau đớn tột độ. Chẳng hạn những bệnh nhân ung thư có thể dùng fentanyl. Nó thường tồn tại ở những miếng dán để bệnh nhân đắp lên vết thương. Phiên bản đường phố của fentanyl thì tồn tại dưới nhiều dạng như là viên nén, miếng dán, bột, chất xịt. Cơ quan chống ma túy Mỹ cảnh báo là fentanyl mạnh gấp 40 tới 50 lần so với heroin. Giới chuyên gia khẳng định độ mạnh của fentanyl có thể thay đổi theo từng trường hợp do chúng được sản xuất một cách tùy tiện dẫn tới làm tăng nguy cơ tử vong tức thì. Một lượng fentanyl có khối lượng tương đương với vài hạt muối có thể đoạt mạng của một người đàn ông trọng lượng cơ thể 113 kg. Fentanyl có thể xâm nhập vào cơ thể qua da hoặc đường hô hấp. Do một lượng cực nhỏ fentanyl có thể gây tử vong nên các cơ quan cảnh sát Mỹ đều phải thay đổi cách thức điều tra để đảm bảo an toàn cho các nhân viên của họ. Các đặc vụ phải học cách dùng Narcan là một loại thuốc chống tác dụng của hành vi dùng ma túy quá liều để giữ mạng sống nếu họ vô tình tiếp xúc với fentanyl.